Công an và cơ quan điều tra đã vào cuộc điều tra việc ông Nguyễn Viết Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty tập đoàn địa ốc Đất Quảng và cũng là thành viên hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam hành hung người phục vụ sân golf là một người nữ, là một người phụ nữ. Vụ việc gây chấn động trong báo chí, mạng xã hội và đến tận người dân, từng người dân. Bởi lẽ một người là đại biểu của nhân dân lại vùng gậy đánh vào nhân dân. Thứ hai nữa, văn hóa chơi golf không chấp nhận hành vi côn đồ này. Và tôi rất hoan nghênh ban chấp hành hội câu lạc bộ golf Bách Khoa Đà Nẵng đã ra thư ngõ gửi các sân golf về hành vi vô văn hóa này và đề nghị tẩy chay ông Nguyễn Viết Dũng, đích danh ông Nguyễn Viết Dũng như thế. Sự việc như thế nào và chúng tôi sẽ phân tích rõ hành vi của ông Nguyễn Viết Dũng để chúng ta thấy rằng tính chất nguy hiểm của nó như thế nào và những dấu hiệu vi phạm pháp luật của nó như thế nào. Tôi là Hoàng Linh, chúc anh chị sức khỏe, năng lượng và tình yêu cuộc sống. Bản thân tôi khi đọc bản tin này đầu tiên trên Báo Tuổi Trẻ là nơi đăng bản tin này đầu tiên, nổ phát súng đầu tiên. Chúng tôi rất ngạc nhiên. Bởi lẽ cả dân giang hồ, từ ông Trùm đến những tên hắc đạo cò ke lục chốt trên đường phố không biết chữ, một chữ bẻ đôi cũng biết, cũng không biết, cũng không bao giờ xuống tay với những người dân cần lao, nhất là người đi làm thuê đầy nước mắt, bán sức lao động để lấy nước mắt lấy tiền, bán nước mắt lấy tiền nuôi gia đình, và không bao giờ, đặc biệt không bao giờ xuống tay với phụ nữ, tên nào xuống tay với phụ nữ, kể cả vợ con hay người làm thuê hay người phục vụ quán ăn, lập tức sẽ bị anh em trong hội và các vị đại ca trục xuất ra khỏi sư môn, và xin lỗi nói vui kiểu như thế, và coi như hết đường làm ăn. Bọn vô học đầu đường xó chợ, những người sống ngoài dòng pháp luật còn như thế, còn đây một vị đại biểu hội đồng nhân dân đầy danh giá lại xuống tay với người dân cần lao của mình một cách tàn bạo như vậy. Tại sao tôi nói như vậy? Ngày 6 tháng 12 tại sân golf BRG, ông Nguyễn Viết Dũng, chủ tịch Đất Quảng và là thành viên hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đánh golf cùng ba người khác. Và khi cô cách đi tính điểm, tính số gậy đánh từ là lỗ này sang lỗ khác đó, thì không biết là ba bốn người này có đánh các cược số tiền tiêu chuẩn hay không. Số tiền tiêu chuẩn 1 tỷ một lỗ theo tôi biết là như vậy, mà không biết có thật không, dư luận nó thế. Mà tôi nghĩ rằng công an nên điều tra chi tiết này, bởi lẽ người như ông Nguyễn Viết Dũng hay bất kỳ ai cũng phải biết sự trả giá của mình, không thể nào nóng giận vô cớ vì một cuộc đánh golf, một cái lỗ golf đang chơi thôi. Chắc là phải có ăn thua ở đây, đó là tôi dự đoán thôi. Nếu sao tôi xin lỗi ông Nguyễn Dũng và ba ông kia. Sau cái đau đó thì ông Nguyễn Dũng dùng gậy driver đánh vào cô Cathy mới 20 tuổi, làm cô bất tỉnh ngay tại chỗ và chở đi bệnh viện cấp cứu. Sau đó theo thư ngõ của ban chấp hành hội golf Bách Khoa Đà Nẵng, ông Nguyễn Viết Dũng còn sử dụng đàn em đến bao vây sân golf, đe dọa nhân viên, đe dọa ban chấp hành và những nhân viên ở đây không được tiết lộ sự thật ra ngoài, sự việc ra ngoài. Từ đó ban chấp hành hội golf Bách Khoa Đà Nẵng đã có thư ngõ gửi tất cả các hội golf ở miền Trung đề nghị tẩy chay ông Nguyễn Viết Dũng vì thái độ vô văn hóa này. Chi tiết rất quan trọng ở đây là gậy driver. Gậy driver là chiếc gậy chúng ta thường thấy trong phim Xã Đen, phim hành động Mỹ, khi các bậc đàn anh, các ông Trump tra tấn đàn em vì tội phản bội hoặc kẻ tử thù của mình thì thường dùng gậy driver này hoặc gậy bóng chày. Tại sao vậy? Bởi lẽ nó gây nên sự đau đớn tận cùng cho nạn nhân. Ở đây tôi không ám chỉ ông Nguyễn Viết Dũng cố ý như vậy, nhưng ở đây tôi muốn nói về phần nạn nhân, cô cách đi đó sẽ chịu hậu quả, chịu một cơn đau rất dữ dội cho mình. Đau lắm, rất đau. Và nó còn ý nghĩa pháp lý nữa. Với tội cố ý thay gây thương tích, yêu cầu bắt buộc giám định thương tích phải từ 11% trở lên. Tuy nhiên nếu kẻ cố ý gây thương tích sử dụng
hung khí nguy hiểm, vật dụng có thể gây nguy hiểm ngay lập tức hoặc đương nhiên sẽ gây nguy hiểm, thì không cần yếu tố 11% thương tích. Chỉ cần có hành động là đủ cấu thành tội cố ý gây thương tích, có thể khởi tố vụ án, khởi tố bị can được rồi. Về ông Nguyễn Viết Dũng, nhà báo Phạm Gia Hiền nói rằng có một ông dê mà bao nay báo chí đang nêu đánh người, đánh sân, đánh cô cách đi đó, thì ông dê này đã từng khi chưa là hội đồng thành viên hội đồng nhân dân đã từng đánh một nhân viên phục vụ ở Tam Kỳ cũng dùng miền Trung đó đến chấn thương sọ não và sau đó dùng tiền để khóa lắp sự việc. Ông Nguyễn Viết Dũng trước đây là dân vật liệu xây dựng khai thác cát, và chúng ta biết rằng khai thác cát thì nó dính tới pháp luật rồi, và cũng rất nhiều đơn thư tố cáo nhưng đều ém được hết. Và đó là ý kiến của anh Phạm Gia Hiền. Còn mới đây vào hồi tháng 8 năm 2022, báo chí đã đồng loạt, rất nhiều tờ báo ở miền Trung đã lên tiếng về những dấu hiệu sai phạm của công ty đất quản do Nguyễn Quốc Dũng làm chủ tịch tập đoàn. Đơn cử như nhiều công trình ở Quảng Nam và Thanh Hóa, thí dụ như khu dân cư ở Thanh Hóa trên 200.000 hectare. Lẽ ra theo quy định phải có 20% làm nhà ở xã hội, nhưng mà theo các nhà báo, liên danh giữa đất quản và một công ty khác hoàn toàn gạt bỏ 20% nhà ở xã hội đó ra khỏi dự án. Và cơ quan chức năng vẫn đến nay vẫn chưa trả lời được câu hỏi này. Đồng thời các báo cũng nêu ra rất nhiều sai phạm khác của công ty đất quản qua liên danh thực hiện các dự án ở Quảng Nam và Thanh Hóa. Nhưng ông Nguyễn Viết Dũng có rất nhiều tiền, cho nên sự việc vẫn còn nằm đứng yên tại chỗ, dậm chân tại chỗ. Dân bất động sản, các ông chủ tập đoàn bất động sản khi ngồi uống rượu với nhau, khi đánh golf với nhau thường có những câu như thế này: việc nhỏ cắt một miếng mét đất ra bán để giải quyết, việc lớn một căn hộ, việc rất lớn sử dụng dự án, một phần của dự án cho tham gia cổ phần cổ phiếu, cho một ít trái phiếu là im hết. Rất là ngạo mạn và vô pháp vô thiên. Mà đúng như vậy, không có gì đem lại siêu lợi nhuận bằng bất động sản. Làm các ngành nghề khác kiếm 1 tỷ đồng là khó khăn như thế nào, nhưng bất động sản đúng là như vậy, cắt một mét ra thôi, bán một căn hộ thôi, bớt một căn hộ ra thôi là đủ sức để biến trắng thành đen, biến đen thành trắng. Đúng như lời ông Nam Cam dẫn lời một doanh nhân khác đã từng nói rồi, trên mạng xã hội, trên báo chí đã từng nêu rồi: việc gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền. Việc gì không giải quyết được bằng một mét đất thì bằng một căn hộ. Việc gì giải quyết không được bằng một căn hộ thì bằng một góc nhằm nào đó, cổ phần, dự án, dân dân và dân dân. Và chúng tôi hy vọng rằng việc này không thể bị chìm sụp được. Và tôi rất hoan nghênh tinh thần văn minh của Ban chấp hành Hội Golf Bách Khoa Đà Nẵng đã đánh giá ông Nguyễn Quốc Dũng không đủ tư cách đánh golf vì ông có hành vi thiếu văn hóa. Vậy một người không đủ tư cách đánh golf vì thiếu văn hóa có đủ tư cách làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam hay không? Câu hỏi này chúng tôi xin gửi đến Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Xin cảm ơn rất nhiều.